Xin chào quý vị, trở lại chương trình trực diện TV. Trở lại buổi tiệc mừng xuân của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco và cái bữa tổ chức ở tại trung tâm của cái quận Cam ở miền Nam California vào ngày 28 tháng Giêng năm 2023, tức là ngày mùng 7 Tết âm lịch. Thì cái sự việc đó bây giờ trở nên là một cái đề tài nóng và tiếp tục gọi là rung lắc đối với cái thủ phủ tị nạn cộng sản ở vùng Bosa. Cụ thể đó là chúng ta đã thấy rồi, bắt đầu có những cái sự lên tiếng của những người trong cộng đồng. Trong đó có những người nhân danh gọi là chống cộng, những người gọi là đấu tranh, và ngay cả những người đại diện cho các cái đoàn thể cũng như là những cái đảng phái, những cái tổ chức trong cái cộng đồng Việt Nam ở tại cái vùng Lý Đô Sài Gòn nói riêng và ở tại cái vùng Nam California nói chung. Thì đầu tiên hết là những người gọi là đấu tranh trong cộng đồng đặt cái vấn đề là tại sao một cái phái đoàn của cộng sản, hay nói đúng hơn là tổng lãnh sự của Việt Nam tại San Francisco đã đi xuống cái vùng Lý Đô Sài Gòn và tổ chức một cái buổi tiệc như vậy và đưa ra một cái thông điệp, rồi có một cái bài diễn văn. Và cái bài diễn văn đó đã được phát trên cái đài Phố Mosa TV cũng như là nửa vòng trái quách. Và ngay cả cái trực diện TV của Minh Giang cũng đã đưa toàn văn cái lời phát biểu đó. Thì những cái hình ảnh cũng như là cái buổi phát biểu và cái cuộc gặp mặt của ông Tổng lãnh sự Việt Nam ở tại cái vùng Lý Đô Sài Gòn, hay nói đúng hơn là cái vùng quận Cam, thì tạo ra một sự đặt ra vấn đề của những người đấu tranh. Họ đặt vấn đề là những người hay những cái tổ chức nhân danh là chống cộng, những cái tổ chức như là tổ chức của ông Phan Kỳ Nhân, một cái liên ủy ban chống cộng sản mà tay sai, rồi một cái ban đại diện cộng đồng gọi là Việt Nam quốc gia vùng Nam California, cũng như là những cái đảng phái, những cái hội đoàn chống cộng, những cái hội cựu quân nhân, những người gọi là bảo vệ cờ vàng, những người gọi là nói không với cộng sản, thì ở đâu hết rồi? Và người ta tại sao không biết cái vụ này, cũng như là không có phản ứng và cũng không có lên tiếng, cũng như là không có một cái bất cứ một cái động thái nào? Thì hàng loạt những cái câu hỏi đó được đặt ra và chúng tôi cũng nhận được những cái email đại loại như vậy và những cái thông tin phát tán trên mạng xã hội thông qua những cái hệ thống như là Facebook, ngay cả trên YouTube nữa. Thì sau đó thì chúng tôi cũng đã làm một cái chương trình khi mà nhận được một cái văn bản, hay nói đúng hơn là một cái bản lên tiếng của phía bên tổ chức ông Phan Kỳ Nhân. Ông Phan Kỳ Nhân thì là một người mà không có xa lạ vì đối với rất là nhiều người, nhất là những người mà quan tâm đến những cái chuyện của cộng đồng Nam California đó, cái vùng mà gọi là quận Cam, thì có lẽ là ai ít nhiều cũng đã biết rằng là ông Phan Kỳ Nhân là những người mà nằm trong cái tổ chức gọi là chống cộng. Và chúng tôi cũng có làm một cái chương trình nói về là chào quý vị, trong cái bài ông Phan Kỳ Nhân đưa ra một cái văn bản, trong đó thì gọi là bản lên tiếng, và bản lên tiếng đó, đó thì cũng có phân minh, hay nói đúng hơn là muốn kết luận rằng cái việc chống cộng, cái việc mà lên tiếng đối với chính quyền của Việt Nam, hoặc là cái việc mà hồi trước tới giờ đó, những cái phong trào kêu gọi biểu tình hoặc là ngăn chặn các cái phái đoàn cộng sản, thì đó là cái việc làm chung của tất cả mọi người, chứ không phải là chỉ riêng của bản thân cái tổ chức của ông Phan Kỳ Nhân, hay là ngay cả những cái ban đại diện những cái tổ chức gọi là các cái binh chủng, những người mà gọi là cựu chiến binh hay là quân lực của Việt Nam Cộng Hòa, mà đó là những người gọi là yêu cờ vàng, những người gọi là muốn đấu tranh chống cộng sản, thì ai cũng phải có cái trách nhiệm gọi là lên tiếng đó. Nghĩa là trong cái văn bản của mình thì ông Phan Kỳ Nhân muốn trách rằng là những người mà lên tiếng đó có lẽ là không hiểu việc, và những người lên tiếng như vậy đó thì phải nhìn lại chính mình, là bởi vì họ cần phải có cái trách nhiệm, và họ đó là cũng phải bước ra đấu tranh, bước ra để mà biểu tình, bước ra để mà làm những cái hoạt động, chứ không thể là ngồi cái bàn phím gọi là đấu tranh trên bàn phím hoặc là đăng đàn trên mạng xã hội để mà đưa ra những cái lời lẽ gọi là chống cộng suông suông như vậy, chống cộng gọi là bằng mồm đó. Thì mà bây giờ thì có người cũng gọi là những người chống cộng mà cái kiểu quơ tay quơ chân ở trên mạng đó gọi là chống cộng cuội, chống cộng mà không có đi tới đâu hết, chỉ hô hào kêu gọi người khác, trong khi đó mình ngồi một chỗ, và bên thậm chí là có người còn quyên tiền, còn xin tiền, xin bạc, rồi xin phiếu, xin đủ thứ chuyện hết, thông qua cái việc gọi là chiêu bài chống cộng.
Thì sau khi mà ông Phan Kỳ Nhân đưa ra một cái văn bản như vậy, thì vừa rồi chúng tôi cũng thấy xuất hiện ở trên một vài các cái chương trình gọi là truyền thông ở trong cái khu vực, có cả chương trình truyền hình, có cả những mạng xã hội, có cả những cái YouTuber cũng đã phỏng vấn những người trong cộng đồng, thậm chí là những người là nhân sĩ, trí thức, những người là coi như là dân cử, những người đã từng là ứng cử viên, những người là bình luận viên, ngay cả là chủ tịch của cộng đồng Việt Nam Nam California là ông Bùi Phát. Thì vừa rồi đó thì chúng tôi thấy được một cái bài, hay nói đúng hơn là một cái chương trình phát ở trên một cái đài gọi là Vietface TV. Vietface TV thì có lẽ là trong cộng đồng vùng Lý Đô Sài Gòn thì chúng ta rất là biết rõ rồi. Rồi cái đây là một cái đài mà được cho rằng có một phần của Thúy Nga. Thúy Nga là một cái trung tâm ca nhạc rất là lớn. Và trong chương trình là được phát ngày 3 tháng 2 năm 2023, trong đó có ba cái người ngồi ở trên cái màn hình mà chúng ta thấy đó, cái người mà ở phía bên bìa phải đó, cùng á mà nhìn từ ở bên ngoài vào, thì chúng ta thấy biết đó là cái ông Trần Thái Văn, trước đây là ứng cử viên rất là sáng giá, cũng như là đã từng giữ các chức vụ là ủy viên coi như hạ viện của California. Và sau đó thì ông Trần Thái Văn có một thời điểm gọi là đi làm tư vấn cho ông Hoàng Kiều, bây giờ thì trở thành là hình như là trưởng văn phòng của ông Anh Đưa Đỗ. Anh Đưa Đỗ thì ngày hôm qua chúng tôi có làm một cái chương trình nói rằng ông Đưa Đỗ đã từ chức gọi là Cao Optima, bởi vì giữa những cái chỉ trích hay là có những cái lời đồn đoán rằng ông ta cái quỹ hay nói đúng hơn những cái hoạt động ở trong cái Cao Optima đang phải điều tra hoặc là làm rõ từ từ tiểu bang. Thì trong cái chương trình này đó, ông Trần Thái Văn và những người có trong chương trình đã đặt ra những cái vấn đề về cái bữa tiệc. Thì đây quan điểm chúng ta thấy ghi rất là rõ ha, thực chất về bữa tiệc mừng xuân của Tổng lãnh sự Việt Nam tại quận Cam. Thì chúng ta thấy rằng cái tổng lãnh sự của Việt Nam họp ngày 27, 28, và bây giờ thì bắt đầu cái hơi nóng á, hay là những người trong cộng đồng phải lên tiếng và phải bàn luận, và ai cũng muốn chứng minh rằng đó mình là cái người chống cộng, mình là cái người nói không với cộng sản. Bởi vì ngay tại trong cái vùng mà gọi là Lý Đô Sài Gòn, thì trong cái văn bản của ông Phan Kỳ Nhân cũng có nhắc là chính quyền của thành phố Westminster có ra ít nhất là hai cái văn bản, hay đúng hơn là hai cái nghị quyết đã nói không với cộng sản, tức là cộng sản không có hoan nghênh những cái phái đoàn của cộng sản đến cái vùng gọi là Westminster. Bây giờ thì những cái sự việc mà đến nghênh ngang như vậy, hoặc là đến công khai như vậy, đến mà thoải mái như vậy, mà còn có bao nhiêu người gọi là tham dự nữa. Rồi có những cái lời mà diễn văn mà đưa ra một cách gọi là nó được quảng bá như vậy, thì nhiều người không có đồng ý. Nói chung là người ta muốn bảo vệ cờ vàng, nói rằng cái ấp chiến lược này thì hồi đó thì bảo vệ rất là chặt chẽ, nhưng mà tại sao bây giờ lại để cho cái kiểu mà nó cộng sản rồi họ đi thoải mái như vậy mà không ai lên tiếng. Cho nên đó, thì trong cái chương trình này thì ông Trần Thái Văn và một cái người phụ nữ ngồi ở giữa, hình như là một cái giảng viên của một cái trường college ở trong cái vùng, thì cũng có trình bày và nói rằng là phía bên chính quyền của Việt Nam, hay là ông tổng lãnh sự của Việt Nam á, ý có thể muốn nói rằng là giống như là đi lén lút, hoặc là không có được sự hoan nghênh. Rồi những người mà tham dự đó thì là những người không có tiếng tăm, những người đó thì một vài người thì có lẽ là cũng đã từng biết rồi, nhưng mà những người đó thì đã bị cộng đồng đã đá ra, bỏ ra, theo cái lời của ông Trần Thái Văn là như vậy. Rồi họ không có dám tổ chức ngay tại cái vùng Lý Đô Sài Gòn, tại vì cái vùng Lý Đô Sài Gòn thì gồm có khoảng chừng một phần của ba cái thành phố, ba bốn cái thành phố trong khu vực thôi, Santa Ana, Garden Grove, rồi Westminster, và ngay cả một cái phần của hình như là Anaheim là phải. Nhưng mà cái tổ chức lần này thì ở một cái thành phố gọi là Newport Beach. Đây là một cái thành phố nằm ở bên rìa của cái vùng Lý Đô Sài Gòn. Cho nên thì người ta đặt ra cái vấn đề đó là tổng lãnh sự của Việt Nam là cũng không có tổng lãnh sự quán của Việt Nam đã làm một buổi tiệc, không phải là ngay cái trung tâm Lý Đô Sài Gòn. Cho nên là họ nói là họ không có, giống như là những người trong Lý Đô Sài Gòn có hoàn toàn không có trách nhiệm trong cái việc đó. Trong cái vùng quận Cam thì nó rất là lớn rồi, nó tới mấy chục thành phố lần,
Do đó thì cái việc mà tổ chức ở một cái chỗ không phải là trung tâm lý đô Sài Gòn, không phải là ngay trên đường Bô Sa hay là trong một cái vùng gọi là vùng cờ vàng, thì người ta hoàn toàn có cái lý do để mà né tránh. Tuy nhiên thì những người khác họ không chịu. Họ nói rằng là ngay cả quận Cam này cũng nói rằng là thủ phủ của người Việt Nam ở tại Nam California, nhưng mà bây giờ cả một cái vùng như vậy mà người ta đến thì cũng phải có ý kiến. Và thật ra đó thì ông Trần Thái Văn hay bất cứ một cái người nào khác mà nhận định rằng là Tổng lãnh sự quán của Việt Nam không dám làm ngay cái vùng Lý Đô Sài Gòn thì cái điều đó nó không có chuẩn xác. Chúng ta nhớ lại hồi năm rồi đó, thì Tổng lãnh sự quán của Việt Nam đã làm tại ngay cái thành phố, ngay tại một cái trung tâm của cái quận Cam và ngay tại cái Lý Đô Sài Gòn. Đó là ngay thời điểm mà một cái khách sạn Marriott ở trên cái đường coi như là một cái đường Harbor và rất là gần đối với Disneyland và nó gần bên đối với Anaheim Convention Center, tức là trái tim của cái Lý Đô Sài Gòn. Thì mỗi một năm người ta tổ chức coi như đây một cái thông lệ rồi, thông lệ của Tổng lãnh sự quán của Việt Nam, người ta tổ chức và tổ chức lúc nào cũng phải ở cái vùng quận Cam. Đó là cái điều mà trong những năm gần đây là như vậy. Như một năm trước đó nữa, hình như là Tổng lãnh sự quán của Việt Nam tổ chức ở hình như một cái thành phố ở Vai, một cái thành phố ở Vai cũng là thành phố có rất đông những người Việt Nam sinh sống. Và năm 2022, tức là năm rồi, thì tổ chức ngay ở Lý Đô Sài Gòn. Và chúng ta bây giờ thì trên mạng xã hội vẫn còn có những cái video clip hồi năm rồi đó, thì nửa vòng trái đất TV của Direct Phạm cũng có phỏng vấn. Đây là ông cựu tổng lãnh sự của Việt Nam tại San Francisco là ông Nguyễn Trác Toàn, và có trả lời rất là rõ. Và Tổng lãnh sự quán Việt Nam chiêu đãi Việt Kiều Mỹ ở Lý Đô Sài Gòn. Và như giờ chúng tôi đưa tin đó, thì nói rằng là cái tiệc này tổ chức ở tại một cái khách sạn Marriott Hotel, một cái khách sạn rất là lớn trong một cái cụm khách sạn vô cùng sang trọng ngay tại cái đường Harbor. Và ngay sát bên đối với Convention Center, một cái trung tâm du lịch của không chỉ là nước Mỹ không, mà của cả thế giới. Thì có những cái bình luận nói rằng là Tổng lãnh sự quán của Việt Nam đó tổ chức trong những cái sự kiện mà được bao bọc ở bên ngoài, rồi những cái tiệc đó là tiệc riêng tư, rồi đi vào trong đó cũng rất là khó. Và bởi vì người ta có cổng, rồi có những cái bảo vệ, hoặc là có rất là khó để mà đi vào. Thì thật ra là đúng thôi, bởi vì dầu sao đi nữa là cũng là đại diện của một quốc gia. Và những cái buổi tiệc như vậy là những buổi tiệc có tầm cỡ và người ta phải tổ chức ở những nơi rất là sang trọng. Những cái nơi mà gọi là khách sạn 5 sao hay là những cái ballroom, những cái nơi rất là rộng rãi và nó mang cái tầm cỡ, chứ không phải là những cái nơi mà giống như là những cái quán ăn bình thường hay là những cái warehouse hay là những cái nơi mà người ta nghĩ rằng nó đơn giản. Chính vì cái điều đó đó cho nên rằng những người mà họ bình luận họ cứ nói rằng là bởi vì bây giờ cái sự việc đã xảy ra rồi, bên đây thì đẩy cho bên kia thì đẩy bên nọ. Và cuối cùng thì ai cũng nói rằng cái việc chống cộng sản là cái chuyện chung, chống cộng sản là cái chuyện của mỗi người. Còn bây giờ thì không thể đổ lỗi cho bất cứ một ai hết. Thì trở lại cái việc mà chống á, thì chúng ta thấy rằng ngày hôm qua thì sau đó đó thì cũng có một cái chương trình của một cái YouTuber mang tên là hình như là ông này mang tên là Lâm Nguyên. Thì trong một cái chương trình gọi là Lâm Nguyên Quận Cam thì có phỏng vấn ông Phan Kỳ Nhân. Thì ông Phan Kỳ Nhân cũng có lên tiếng về cái việc mà biểu tình, hay nói đúng hơn là cái việc mà những cái phái đoàn của Việt Nam đó mà đi sang như vậy. Tổng lãnh sự của Việt Nam là ông Hoàng Anh Tuấn đến cái vùng Lý Đô Sài Gòn, thì ông Phan Kỳ Nhân cũng có cái phần trách, giống như là cái văn bản mà ông ta đã đưa ra, là nói về những người mà lên tiếng chống cộng mà cứ ngồi đó gõ bàn phím hay là ngồi đó gọi là chống cộng ở trên mạng. Và như vậy thì bây giờ những người đó phải đi ra đi, và cũng phải là đi gọi là chống cộng chứ còn mà. Và đây cũng không phải là trách nhiệm của Liên Ủy Ban không, và cũng không phải là trách nhiệm của các cái cựu chiến binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thôi. Do đó thì đó là cái điều mà chúng ta thấy như vậy.
Rồi trong một cái chương trình khác cũng của Lâm Nguyên, thì ông Lâm Nguyên thì cũng có phỏng vấn thêm một cái người nữa, đó là ông Bùi Thế Phát. Thì ông Bùi Thế Phát đó thì cũng có lên tiếng nói rằng là cái vụ việc mà chống cộng như thế này, hay nói đúng hơn là nói về cái buổi họp đó, thì cũng có phiền trách, hay nói đúng hơn là cũng nói rằng là phía bên lãnh sự của Việt Nam là tổ chức ngoài cái khu vực, chứ không phải là ở trong cái khu vực Lý Đô Sài Gòn. Thì nói chung là lúc này là cái lúc mà cộng đồng chống cộng ở trong cái vùng Lý Đô Sài Gòn, hay là trong cái thủ phủ tị nạn cộng sản, người ta nhắc nhiều về cái sự phản ứng của cái cộng đồng Cờ Vàng đối với những cái trường hợp như là ông Trần Trường của 24 năm về trước. Nhưng mà lúc đó là hoàn toàn khác. Ông Trần Trường là ông Trần Trường ngay tại cái vùng, ngay tại cái đường Bô Sa, và trong cái lúc đó thì cái khí thế mà thù hằn cái chính quyền của Việt Nam nó rất là cao. Bởi vì những người mà họ mới vượt biên sang rồi sau đó được bổ sung bởi cái lực lượng của những người mà gọi là trong cái chương trình HO. HO thì các cái cựu quân nhân của Việt Nam đã bị học tập cải tạo, đã bị ở tù cải tạo của chính quyền của Việt Nam, mà người ta bên đây gọi là tù cộng sản. Thì người ta có cái lý do để mà hờn trách, có cái lý do để mà trút giận. Và trước cái sự mà bị cộng đồng ở tại hải ngoại cho rằng Trần Trường là khiêu khích khi mà treo hình cờ đỏ cũng như treo hình ông ngâm Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay tại trong cái tiệm của mình, còn đưa ra những cái lý lẽ mang tính chất khiêu khích, cho nên cộng đồng lúc đầu thì người ta cũng phản ứng nhẹ nhàng. Sau đó thì trước những cái sự mà cộng đồng gọi là khiêu khích và trước cái những cái sự mà tác động cũng như là kích động của rất là nhiều các tổ chức ở trong cộng đồng, và người ta đã tập hợp rất là đông người, và người ta lúc nào cũng nhắc đến cái sự mà phản ứng của Trần Trường. Nhưng mà cái cuộc biểu tình của Trần Trường cũng tạo ra khá nhiều các cái hệ lụy, thí dụ như là cảnh sát cũng đã có những cái hoạt động quá tay đối với những người trong cái cuộc biểu tình, khi mà có những cái việc mà bắt bớ hay còn gọi là đàn áp. Và bên cạnh đó đó thì cái thùng tiền, gọi là thùng tiền, cái quỹ mà đóng góp cho thông qua cái cuộc biểu tình đó thì được cho rằng thu được rất là nhiều tiền, nhưng mà cái đồng tiền đó cuối cùng người ta không biết cái thùng tiền nó đi vào đâu. Có người thì đổ thừa cho là ông A bà B gì đó, nhưng mà mãi đến 24 năm rồi thì những cái đồng tiền đó cũng mất tiêu luôn. Và chính vì cái điều đó nó đã làm mất uy tín vô cùng. Có thể nói rằng cộng đồng mà hiện giờ đó mà kêu gọi biểu tình, kêu gọi đóng góp, kêu gọi cho tiền, rồi mở những cái thùng tiền gọi là thùng tiền chính nghĩa, thùng tiền đấu tranh gì đó, là người ta rất là ngại. Hay nói đúng hơn là người ta chả có tin. Người ta cũng không biết ông nào là ông tham, ông nào là không tham. Và ông nào thì dương cao cái ngọn cờ đó gọi là chính nghĩa, nhưng mà ông nào bà nào thì chẳng qua là đưa ra cái chiêu bò trò cuội để mà kiếm tiền. Thì trở lại cái vụ việc đó thì chúng ta thấy rằng bây giờ tại sao chỉ là một cái buổi tiệc bình thường của Tổng lãnh sự quán của Việt Nam thôi, họ tổ chức dành cho những người gọi là kiều bào hay là những người Việt Nam xa xứ, trong đó có những người mà họ để ý tới cái sự phát triển của đất nước, hay là ngay cả lực lượng truyền thông như chúng tôi đối với anh Vũ Hoàng Lân hay là Nửa Vòng Trái Đất TV thì cũng muốn đến để mà đưa những cái bản tin, để mà muốn đến coi cái tiệc của Tổng lãnh sự quán của Việt Nam người ta tổ chức như thế nào. Và mình cũng đưa những cái tin nó trung thực như vậy để cho các bên cũng như là cộng đồng Việt Nam ở tại đây người ta thấy rõ. Và những cái việc làm như vậy thì đã có rất là nhiều năm rồi. Bây giờ tại sao năm nay lại dậy sóng, và tại sao năm nay lại rung lắc cái thủ phủ chống cộng như vậy? Bởi vì vừa rồi chúng ta thấy là trong cái cộng đồng Việt Nam đó cũng vừa bầu cử xong, và cái hậu chấn của cái cuộc bầu cử chửi với nhau rồi tranh luận với nhau cũng rất là dữ dội. Và có những cái sự đả phá, và cái hậu chấn đó đến bây giờ vẫn đang tiếp tục. Và người ta còn sử dụng cái lá cờ vàng, sử dụng cái chiêu bào chống cộng sản, sử dụng cái việc mà chính nghĩa cờ vàng để mà tiếp tục đả phá nhau. Và cái vụ đả phá này đó, nó vẫn lôi kéo, nó còn lôi kéo được nhiều người, và nó sẽ còn tạo ra nhiều cái sự mà gay cấn khác. Và gần như những người mà lên tiếng mà chống cộng đó thì chính bản thân họ có khi cũng là nạn nhân của những cái gọi là chụp mũ về vấn đề cộng sản. Thí dụ như là ngay cả trong một cái chương trình mà chúng ta vừa nói đó, chương trình của Việt Face TV,
Thì chính việc Face TV cũng đã từng bị cộng đồng là tổ chức biểu tình cách đây khoảng chừng hơn 2 năm. Đó là cái chuyện tổ chức trong một cái cuộc nói rằng có sự hợp tác đối với Thúy giữa việc Face TV đối với cái chương trình của truyền hình Viễn Đông, và cho rằng cái truyền hình Vĩnh Long kết hợp với việc Face TV để mà tuyên truyền cộng sản hay là vận động quyên tiền của kiều bào hải ngoại để mà giúp ích cho cộng sản gì đó trong những cái thông qua những cái chương trình gọi là từ thiện. Rồi đó là cái điều mà những cái cuộc biểu tình rất là lớn, và những cái cuộc biểu tình nó kéo dài, nó kéo dài cũng khá là nhiều ngày. Thí dụ như đây những cái hình ảnh mà chúng ta thấy đó, lần đó thì chúng tôi cũng có đi ra để mà quay hay là chụp những cái bản ảnh như thế này. Chúng ta thấy là đã đảo Thúy Nga Paris by Night, và cái hình ở đằng xa thì nói rằng đã đảo Việt Face TV. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy như vậy. Cái vùng đây là cái đường, một đoạn của cái đường bô sa ở phía trước mà màn hình chúng ta thấy đó, ở giữa cái màn hình đó là hình tượng của Đức Thánh Trần Hưng Đạo, và ở phía sau lưng là trong một cái dãy mà thương mại đó thì có một cái gọi là đền Thánh Trần, cái nơi mà của ông Phan Kỳ Nhân hiện giờ là ông ta đang nằm trong cái đền Thánh Trần đó. Thì cái việc mà đã đảo hay là nói rằng chỉ trích của Thúy Nga đó hay là chữa của chương trình Việt Face TV, chính vì Việt Face TV cũng đã từng bị chỉ trích rằng là thân với cộng sản, từng bị cái phía bên ông Phan Kỳ Nhân, ông Bùi Phát cũng như là một số các cái tổ chức trong cộng đồng, những cái lần đó thì tổ chức rất là nhiều hàng loạt những cái cuộc biểu tình, coi như là bây giờ chúng ta chỉ cần đánh vào á là biểu tình chống coi như là Vietface TV thì nó sẽ ra rất là nhiều, nó sẽ ra coi như là hàng loạt những cái video clip đó ha, chống Vietface TV á thì nó ra hàng loạt. Đây chúng ta thấy không? Đó hình như là đa phần này nằm ở trong cái phía bên đây một phần biểu tình chống việc Face TV ha, phần 1 rồi có phần 2. Rồi đây nữa nè, phần 2 đây. Đó, chúng ta thấy là nhiều lắm. Nhiều những hình ảnh của những người trong cộng đồng khi mà đó thì người ta chống. Quần vàng, áo vàng. Đó. Một người đó, chúng ta đã có thời gian thì đi vào trong phố Bình Sơn TV rồi, các bạn có thể xem được những cái hình ảnh cũng rất là xưa rồi, cách đây là 2-3 năm gì đó. Thì bây giờ mà một cái chương trình trong cái việc Face TV mà nói về cái việc chống cộng đó, có lẽ người ta cũng cũng đặt vấn đề ngay tại trong cộng đồng, không phải là người ta tin đâu, không phải là mình lên mình nói rằng chống cộng và chửi cộng sản hay là phân tích những cái vấn đề của lãnh sự Việt Nam hay là chính quyền Việt Nam rồi cờ vàng cờ đỏ. Thì trong cộng đồng người ta cũng không tin, có khi người ta cũng không có đặt nặng về những vấn đề là những người nào nói và vấn đề là người ta làm như thế nào. Thí dụ như trong cái bài phỏng vấn của ông Phan Kỳ Nhân đối với ông Lâm Nguyên Thạnh ngày hôm nay đó, thì trong đó thì ông Phan Kỳ Nhân có nói là nhiều người hô hào chống cộng dữ lắm, chống cộng rồi kích động kêu gọi chống cộng rồi trách hờn rồi đủ thứ chuyện, nhưng mà chính bản thân họ chưa bao giờ thấy đi ra biểu tình, chưa bao giờ thấy đi ra xuống đường, hay là họ cho rằng họ trên thiên hạ, họ cho rằng là họ là chống cộng kiểu sang ngồi trong salon, còn những người mà chống cộng đi xuống đường quơ tay quơ chân là những người chống cộng yếu thế, những người chống cộng đó là tiểu học, còn mình chống cộng kiểu đại học hay là tiến sĩ luật sư rồi thì mình phải ngồi ở nhà, mình chỉ hô hào thôi, mình chỉ kích động người ta thôi, trong khi đó thì gọi là chống cộng cùi hay là chống cộng bàn phím. Đó là những cái điều mà thực tế như hiện nay. Thì đó là một vài những cái điểm xuyến hay một vài những cái điểm tin mà chúng ta thấy đến ngày hôm nay, cho thấy rằng sau cái buổi tiệc nghĩ rằng rất là bình thường của Tổng lãnh sự quán Việt Nam, và do ông Tổng lãnh sự tân Tổng lãnh sự của Việt Nam là ông Hoàng Anh Tuấn tổ chức. Và trong một cái bài phát biểu, một cái diễn văn được đánh giá rằng rất là bình thường, nói chung là cũng không có những cái lời lẽ gì mà có thể làm cho cộng đồng người ta nghĩ rằng mang tính chất là làm cái gì mà cho cộng đồng người ta nổi nóng đó. Trong khi đó thì rất là nhân văn, mang tính chất là quê hương xứ sở rồi cái sự gắn kết. Và ngay cả thì cái chính quyền của Việt Nam hiện giờ đang quan hệ rất là chặt chẽ với Hoa Kỳ, và không chỉ là tổng lãnh sự không, mà ngay cả
đại diện của chính quyền Việt Nam khi mà ông Nguyễn Xuân Phúc sang chẳng hạn, và sau đó là ông Thủ tướng của Việt Nam là ông Phạm Minh Chính sang cũng vậy. Thì đối với quan hệ của hai nước thì theo một cái thông lệ chung thì người ta đi đến nước nào cũng muốn rằng làm chính quyền nước đó hãy có những cái hoạt động giúp đỡ hoặc làm có sự chăm lo cho các kiều bào của họ, chăm lo cho những cái người gốc Việt ở tại Hoa Kỳ. Thì khi mà ông những người mà nguyên thủ quốc gia của Việt Nam, những lãnh đạo cao cấp của Việt Nam sang Hoa Kỳ mà nói những cái điều đó thì có nhiều người trong cộng đồng người ta cũng chỉ trích, họ cũng lên tiếng, họ nói rằng họ không phải là đại người dân của cái Việt Nam hay là không phải của chính quyền đó. Tuy nhiên thì ở góc độ mà quản lý nhà nước và quan hệ giữa quốc gia với nhau và những người gốc Việt, dĩ nhiên là có những người gốc Việt ở tại Hoa Kỳ đó thì người ta chối bỏ hoặc là người ta không muốn nhìn lại quốc tịch, người ta cũng không muốn nhận lại quốc tịch của Việt Nam, không muốn chịu dưới cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên ngược lại thì đối với 5 triệu 3, coi như 2 triệu 6 người ở tại Hoa Kỳ thì dĩ nhiên có rất là nhiều người, người ta đã xin lại quốc tịch của Việt Nam, người ta đã đi về Việt Nam sinh sống và đã thành đạt một cách rất là dữ dội. Có nhiều người đầu tư ở tại Mỹ nhưng mà về Việt Nam thành công, rồi đi sang trở lại Mỹ rồi còn cứu giúp cho những cái cộng đồng Việt Nam, cứu giúp luôn cộng đồng cờ vàng, còn tặng tiền cho các ứng cử viên cờ vàng để mà ra ứng cử và cũng chiến thắng vang dội. Đó là những cái điều tới đây thì chúng ta sẽ làm những cái chương trình video clip để mà đi vào từng mảng. Chúng tôi không có muốn mà gọi là vạch trần hay làm muốn đụng chạm đến ai, chỉ muốn phản ánh một cái thực tế thôi. Phản ánh là cái thời cuộc như hiện nay thì nó đã đi đến đâu rồi, và thời cuộc như hiện nay cần phải xử sự như thế nào cho nó chính xác. Và những người mà họ chống cộng đó thì đâu là chống cộng thật và đâu là chống cộng giả, và đâu là chống cộng cụi và đâu là chống cộng kiếm cơm, đâu là chửi cộng kiếm cơm, và đâu là những người họ có thù hằn với chính quyền cộng sản và người ta đang phải tin tưởng vào ai, hay là người ta đang bị lừa, đang bị dụ dỗ để vì những cái mục đích tư lợi của những cái kẻ mà khác đó, thì đây là cái điều rất là tai hại. Thì hôm nay chúng ta chỉ muốn trình bày đến đây thôi để cho biết rằng cái cộng đồng thủ phủ tị nạn cộng sản của vùng Lý Đô Sài Gòn tiếp tục rung lắc về cái tiệc tổng lãnh sự của Việt Nam. Cái tiệc mấy năm trước thì không có đến đổi, nhưng mà năm nay thì nó lại rùm beng là bởi vì có lẽ là vì có cái sự có mặt của những cái anh YouTuber đưa lên như vậy, rồi sau đó thì cũng phỏng vấn người này, phỏng vấn người kia, phỏng vấn ông tổng lãnh sự, rồi cũng đưa ra những cái thông điệp và những cái hình ảnh quay được đó. Thì trong cái video mà ông Trần Thái Văn nói rằng là có xem những cái chương trình quay các cái khách mời thì cũng đã tìm hiểu và cũng chưa thấy được có những cái gương mặt nào mà máu mặt, không phải là máu mặt mà chúng ta dùng cái từ nó chính xác hơn là những cái gương mặt mà nổi bật hay là đại diện của cộng đồng. Còn cái người phụ nữ ngồi ở trong cái màn hình á thì cũng nói rằng chưa thấy những cái hình ảnh khác hay là những cái hình ảnh đặc biệt mà nhiều khi là có nhưng mà người ta chưa tiết lộ ra. Thì đó là cái điều mà chúng ta biết rằng lúc nào cũng vậy hết, khi mà có những cái buổi tiệc mà tổng lãnh sự như vậy đó thì khi mà cái lực lượng báo chí hay là truyền thông hay là cá nhân mà quay hay là chụp những cái ảnh lưu niệm ở trong cái buổi tiệc mà có viên chức cộng sản mà sau đó thì được bung ra trên mạng xã hội và lọt ra bên ngoài, thì nhất là những người mà có cái địa vị hay là có làm ăn, có cơ sở thương mại, có tài sản ở trong cái khu vực mà hồi trước giờ vì cái việc mà dựa vào cờ vàng hay là hô hào cờ vàng để mà kiếm ăn, bây giờ thì có một chút dính dáng đến cái chính quyền cộng sản hay là trong cái buổi tiệc của người cộng sản thì chắc chắn là họ sẽ bị đánh phá rất là dữ dội, người ta sẽ bị tấn công rất là dữ dội và người ta cũng bị lên án rất là dữ dội, thậm chí là bị tẩy chay nữa. Cho nên rằng đây là một cái sự thiệt thòi, đây là một cái sự cảnh báo. Có những người nói rằng làm truyền thông không nên quay những cái hình ảnh đó hoặc là đi đến những cái buổi tiệc của đại diện của chính quyền Việt Nam. Những người mà họ tham dự có khi họ không có muốn chụp hình, họ không có muốn quay phim, họ không muốn lên những cái màn ảnh hoặc là ngay cả chương trình TV hay là đi đứng trên cái bục để mà chụp hình chung. Hoặc là nhiều có những người đó thì nói rằng là đã đi đến cái buổi tiệc của chính quyền Việt Nam thì sợ gì, nhát gì, tại sao mà không có dám can đảm, tại sao mà hèn quá vậy, không dám đưa cái mặt ra. Nhưng mà thực tế chúng ta phải hiểu được rằng họ cũng đang sống ở một cái vùng
gọi là gió tanh mưa máu, một cái vùng gọi là vàng thao lẫn lộn, một cái vùng mà người nào mà chống cộng hay là không chống cộng, chống thiệt, chống giả, chống cuội, chống mà chống bằng mồm hay chống bằng phím gì đó thì nó đang lẫn lộn lum, không biết là ai là ai. Do đó thì cẩn trọng vẫn là hơn, nó cũng không có lợi gì cả. Còn đối với những anh mà YouTuber như chúng tôi đó thì chúng tôi rất là thích quay những cái hình ảnh mà tạo ra xáo động, tạo ra những cái hiệu ứng, quay cận cảnh vào mặt của cái ông nào bà nào đến tham dự với cộng sản, tham dự với cái lực lượng cờ vàng, tham dự cái tổ chức rồi đật đổ chính quyền Việt Nam. Chúng tôi cứ muốn quay rõ như vậy để mà đưa lên rồi cho những người khác mà họ ta chỉ trích, cho những là trở thành là trung tâm điểm của những cái sự lên án, thì mình càng có view thôi. Nhưng mà đó, mình phải nghĩ lại, vì những cái vấn đề là nó phải bảo vệ cho những cái cá nhân, hay nói đúng hơn là phải được phép của họ, nếu như mà họ đồng ý. Còn nếu mà họ đồng ý thì không có nên. Đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị về những cái thông tin của cộng đồng khác, hoặc là những cái chương trình liên quan khác về những cái chuyện của cộng đồng và cũng liên quan tới vấn đề mà chống cộng hay là các tổ chức chống cộng. Còn hôm nay thì xin tạm dừng. Kính chào quý vị.